念中吹起晚风，心底有正能量全力发动，你共我整天奔波告终。身与心顷刻放松，人热情将频率联系接通，举止变得松容，疲劳相见终于不超重。怕天际可远飞，可以追回自己，可放心抱起，家里总有热暖好天气，你小心意着住起。繁忙仿似一世纪，有重拾回自己，总看到转机，共行路程万里，这感觉完美。围着我自然自由幸福，充满了空气。Tôi thật không hiểu sao cô Kim đó lại cho rằng mấy một người phụ nữ thành một người đàn ông đích thực là một ý tưởng hay chứ. Ồ, tôi cảm thấy rất đặc sắc đó. Đừng giỡn nữa, cần dùng đó. Trời ơi, bộ tóc giả này á, cô định cho Brian đội hả? Phải. Vô ấy thôi, dù cô chải đẹp tới cỡ nào, anh ta đội vào cùng lắm chỉ giống như là một người chuyển giới thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng Brian sẽ không đóng quảng cáo này đâu. Đường Đường là một nhân viên hành chính, còn là nam thần một thời của TVI, cải trang thành đàn bà để đóng quảng cáo kỳ dị như vậy. Thôi đi. Phải đó, chắc chắn sẽ bị chọc cười một phen. Nên là tôi không biết phải nói sao với vợ đó. Làm sao anh biết được sếp người ta trả người ta bao nhiêu tiền chứ? Nhiều cỡ nào cũng vô ích thôi. Hay là anh đóng luôn đi. Tôi là một người rất có chừng mực đó. Tuy nhiên tôi không thể đảm bảo được sau khi cô Kim gặp được tôi có rung động hay không đó. Nhưng mà trái quy nhân chỉ có vỏ bên ngoài thôi, có cái gì hay đâu chứ. Tôi mặc kệ. Đa số người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thôi. Nhưng tôi nghĩ anh ta không muốn nhận quảng cáo này, đang suy nghĩ làm sao từ chối đó. Nhưng mà ông thời muốn lấy lòng khách hàng đó, từ chối được hả? Vậy phải coi cô dân sau lưng anh ta ủng hộ anh ta tới mức độ nào thôi. Daisy. Xin chào. Xin chào Daisy. Để lấy KBB hả? Ừ, đúng vậy. À, phải rồi. Vừa rồi nghe mọi người nói đến việc Ryan đóng quảng cáo. Ryan không đóng quảng cáo này đâu, có đúng không? Nhưng mà chính miệng cô dân đã nhận lời ông thời kêu Ryan đóng quảng cáo này đó. Hả? Vậy quảng cáo của cô Kim trông cậy vào cô đó. Yên tâm đi ông thời, về phía Ryan tôi sẽ xử lý. Quảng cáo này chắc chắn có thể quay đúng hẹn. Cảm ơn cô. Vậy mà Ryan cũng nhận lời hả? Theo tôi biết thì hình như là cô dân chưa bàn bạc với Ryan hả? Vậy nghĩa là Ryan bị bán rẻ rồi. Anh không đối xử với em như vậy chứ. Ừ, nè, vậy năm thời của cô đúng là tội nghiệp quá rồi. Ồ. Mời vào. Cô dân. Ngồi đi. Cà phê ít đường ít sữa có đúng không? Cảm ơn. Cô kêu tôi đến là vì quảng cáo của cô Kim hay sao? Anh kháng cự quảng cáo thuốc uống tráng nam đó lắm sao? Tôi biết cô Kim là một khách hàng rất là quan trọng. Anh không cần xem xét đến cô Kim, anh chỉ cần tự hỏi ý nguyện của mình trước là được. Tôi có thể từ chối được sao? Tất nhiên là được. Nếu như để mất cô Kim, tôi nghĩ ông thời sẽ không vui đâu. Nhiều lúc chúng ta làm việc không thể nào lo cho tâm trạng của tất cả mọi người. Người tôi quan tâm không phải là ông thời. Anh đâu phải lần đầu tiên từ chối tôi. Bộ tôi ứng phó không được tốt sao? À, chào buổi sáng cô Dân. Cậu nhớ đó, sáng mai gọi Chiêu Dĩ về bổ sung lại cảnh đó. Dạ. Dạ lời. Dạ. Bài viết phỏng vấn của bác sĩ Trần cô sửa xong thì photo một bản cho tôi coi. Dạ tôi làm liền. Đồng à? Ờ dạ. Cái máy phát nhạc cổ điển bên đạo cụ làm xong chưa? Ờ Hân đã xuống phòng đạo cụ nói là một lát chụp hình lên. Ờ. Cô Dân à, chắc cô sẽ không dòng thời mỗi khi rảnh là xuống đây ngồi chơi chứ. Tôi muốn bàn với anh về quảng cáo thuốc uống trắng nam. Khoa tổng hợp chúng tôi chỉ phụ trách chương trình tổng hợp thôi. Hơn nữa gần đây tôi rất bận. Chị Phùng. Dám chứ cổ. Tìm tôi hả? Tôi mới đến phòng kế toán nhận tờ chi phiếu rồi, cố tình qua đây cảm ơn anh. Không có gì, Dân bị thương vì công việc, lấy được khoản tiền này là đương nhiên. Khi nào rảnh đến nhà chúng tôi ăn cơm đi. Cô là vợ của Phùng Thế Dân, đồng nghiệp chúng tôi đúng không? Chào cô, tôi là Vivian. Vết thương của chồng cô đã đỡ hơn chưa? À, vị này là tổng giám đốc của chúng tôi, cô Dân Phi Phi. À, dạ, chào cô Dân. Nghe ban chủ nói anh ta bị thương cũng không nhẹ. Tôi hy vọng khoản tiền này có thể giúp được cho hai người. Ông xã tôi cũng nói anh ấy tự ý làm việc nên mới bị thương. Cảm ơn công ty đã chịu bỏ khoản tiền này.
Thật ra phải cảm ơn ban chủ mới đúng. Đúng ra tôi cũng không biết chuyện này. Người ở cấp dưới làm việc theo quy định, nhờ có ban chủ cực lực tranh thủ cho hai người, tôi mới nghĩ ra dùng cách này để giúp hai người thôi. Mấy tháng rồi? Dạ 8 tháng rồi. Dưỡng thai cho tốt, đừng làm việc vất vả nữa. Giờ tôi phải đi khám thai, cảm ơn hai người. Đi cẩn thận. Ban chủ. Gia Lợi, cô đưa bà Phùng ra ngoài đi. Dạ được, bà Phùng bên này. Chúng ta có thể bàn trở lại quảng cáo thuốc uống trắng nam không? Trong TVI, người tôi tin tưởng nhất là anh. Người có bản lĩnh nhất cũng là anh. Anh có thể xem xét thêm không? Ý cô là muốn tôi trả nợ ân tình cho cô hả? Tôi không có ý đó. Trước khi đến tìm anh, khoản tiền đó đã được phê duyệt. Cho dù thế nào, khoản tiền quỹ tình thương từ thiện của Phùng Thế Dân cũng sẽ phát cho anh ta theo tháng, bao gồm chi phí vật lý trị liệu cho đến khi anh ta khỏi hẳn. Anh cứ nghĩ vậy thì tôi cũng chịu. Nếu như kêu anh làm đoạn phim quảng cáo trong 3 phút này thực sự làm khó anh như vậy, tôi chỉ còn tìm cách khác. Tôi làm cũng được, nhưng mà nói trước, ý niệm quá thiếu tế nhị, tôi nghĩ tôi không ứng phó được. Còn nữa, tôi không giao thiệp với các ông chủ đâu. Nếu đã nhờ anh làm, đương nhiên sẽ tôn trọng sự chuyên nghiệp của anh. Yên tâm, ý niệm của cả đoạn quảng cáo nhất định theo ý anh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục cô Kim. Tóm lại, anh chỉ cần tập trung vào việc quay phim của anh là được. À, còn nữa, cho anh có sự chuẩn bị tâm lý, cô Kim đã chọn Ryan làm vai nam chính cho đoạn quảng cáo của cô ta. Ryan? Ừ. Vậy tôi cũng cho cô sự chuẩn bị tâm lý. Bất kể có phải diễn viên chuyên nghiệp hay không, một khi đã đứng trước ống kính, sự đòi hỏi của tôi đối với anh ta vẫn nghiêm khắc như nhau. Tôi biết mà. Lát tôi sẽ quay toàn cảnh trước. May mà Ryan không cần cải trang thành đàn bà để đóng quảng cáo này. Xem ra cô Dân không đến nỗi lạnh lùng đó. Đúng là không cần cải trang thành đàn bà. Nhưng mà để cho ban chủ làm chủ cũng khó nuốt lắm đó. Ồ. Nè, lát nữa cứ như vậy mà làm. Wow. Ôi trời, làm hết hồn. Mấy người tới làm gì? Tôi đến phát bản lương. Tôi đến phụ cô ấy phát bản lương. Vậy còn anh? Tôi đến ngắm trai. Bắt đầu rồi. Được, cảnh này được rồi. Cảnh tiếp theo tôi muốn anh tỏ ra có cảm giác lực bất tòng tâm. Mỗi lần vượt rào đều bị vướng chân, bị té xuống. Anh cảm thấy rất đau, nhưng mà thực tế đừng khó coi quá đó. Được. Được rồi, mở máy. Chính thức. 3, 2, 1, quay. Cắt. Làm lại. Cắt. Cắt. Không được, làm thêm lần nữa. Anh Thuận, cô Dân đến kìa. Mọi người nghỉ ngơi đi. Sao hả cô Dân? Hôm nay đến có chuyện gì? Cô Kim có đem bánh bông lan cho mọi người ăn. Mọi người quăng bánh đi. Nè, vận động viên, ý tưởng này rất là hay. Quả nhiên là dám chế hàng đầu. Nhưng mà có thể khoe cơ ngực của anh ta, không cần ăn mặc gò bó như vậy. Tôi cảm thấy cởi áo ra sẽ tốt hơn. Vậy là bị người ta coi hết rồi. Chắc ban chủ không nghe theo người đàn bà đó chứ. Được thôi. Thập à, cởi áo của ta ra. Ờ. Trái Quy Dân lần trước được công việc khoản bảo hiểm cho Phùng Thế Dân, cho nên ban chủ có thù trả thù đó. Được rồi, làm tiếp. À, khoan đã, khoan đã. Sao nữa hả? Tôi cảm thấy anh ta mặc luôn quần thể thao hiệu trắng nam của chúng tôi sẽ càng tốt hơn. Thập ba, lấy cái quần cho anh ta thay. Tốt, tốt lắm. Trợ lý của cô hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi. Cô hài lòng với hiệu quả quay phim là được rồi. Cô Kim à, cao tổng của Đài Hồ Nam đã đến Hồng Kông chưa? À, tôi đã gọi điện cho ông ta rồi. Ông ấy bận, sắp đến rồi. Vậy thì tốt quá.
Ôi, là tới ngắm trai hả? Đúng vậy. Ba người tới đúng lúc lắm, một lát quay cảnh ước mình đó. Hai thùng lễ thuốc uống, uống nó cả người nóng hừng hực, tưới nước là đúng rồi. Thập nói mỗi lần uống một chai là tưới một lần, còn là nước đá nữa đó. Nước đá. Băng quả nhị trùng tấu. Trời, chỗ này lạnh như vậy còn tưới nước đá bảo hành hả? Nè, không đúng, mau gọi lên căng tin coi có thức uống gì nóng không. Được. Trà gừng đi. Xin lỗi, mọi người rời khỏi trước đi, hôm nay quay phim không được đứng xem. Không được đứng xem. Đúng vậy, phàm những người không phận sự đều phải rời khỏi. Nè, tôi cũng vậy sao? Không phải chứ. Anh đừng có làm tôi khó xử mà, anh Ken. Thôi được rồi. Cô Dân. Xin lỗi, hôm nay quay phim không được đứng xem. Không được xem. Tôi theo dõi việc quay phim quảng cáo của mình có vấn đề gì chứ? Cô Dân, đây là lời dặn của ban chủ. Cô Kim, giám chế cổ nói vậy nhất định có dụng ý của anh ta. Chắc là anh ta muốn cho ra hiệu quả quay phim tốt nhất. Hay là tôi với cô lên phòng điều khiển coi cũng vậy thôi. Minh đạo cụ, đã chuẩn bị xong chưa? Đủ cho anh mở triển lãm băng rồi ban chủ. Không cần tiết kiệm giùm tôi đâu. Bên trong thì nóng hừng hực, bên ngoài thì lạnh như băng. Chơi kiểu này coi chừng bị trúng gió đó. Thập à, sẵn sàng rồi, có thể bắt đầu. Dạ. Sao nhìn hai người có vẻ giống như đến coi phim vậy? Điều đó không có ý đó. Không. Được, ra anh, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Thuốc uống cắn nam, sự lựa chọn của tôi. Cắt, tốt lắm, đổi cảnh đi. Có gây lộn không? Một lần hoàn thành rồi. Hôm nay tăng ca sớm vậy, có thể về nhà ăn cơm với nhỏ rồi. À, hôm nay nhỏ nấu canh sáng dây đậu nho nha. Để tôi kêu chị ấy để dành một bình cho Ryan đã. Cô đang trêu cận anh ta sao chứ? Hai hôm nay Ryan bị người ta điều khiển qua lại vì cụ sáng dây không có ý chí tự do rồi. Anh ta vì công việc mất hết lòng tự trọng. Alo. Anh Thuận, bài viết sửa xong rồi, em kêu Ân Hân đem xuống xưởng cho anh nha. Được, tôi quay vào tìm cô ta. Mấy bữa nay rất cảm ơn sự thông cảm của anh. Anh chỉ là nghiệp dư, có biểu hiện như vậy đã tốt lắm rồi. Đây là nguyên tắc của tôi. Một là không làm, còn như đã làm thì phải làm cho thật tốt. Có thể rất nhiều người đều cho rằng cô Dân đã lợi dụng tôi. Thật ra thì không hề. Thật ra anh không cần thiết phải chịu sự đối đãi như vậy. Tôi làm việc với cô ấy bao lâu nay, cô ấy hoàn toàn không hề ép tôi. Có thể trong mắt rất nhiều người cho rằng tôi bị ngược đãi, nhưng thực chất những gì tôi làm đều được lựa chọn. Một năm trước, lúc tôi còn là tổng giám đốc trợ lý ở công ty cũ. Lên xe đi, tôi có chuyện liên quan đến ông Hứa cần hỏi thăm anh. Cảm ơn. Đã lâu không uống cà phê kiểu Hồng Kông, ly cà phê này cũng khá ngon. Cô Dân kêu tôi đến, chắc không chỉ đơn giản là mời tôi uống cà phê đúng vậy không? Tôi không nói dòng do nữa. Tôi muốn anh làm nhân chứng khai ông Hứa tham nhũng tiền của công. Phản ứng này của anh nói cho tôi biết lâu nay anh đã biết ông Hứa tham nhũng. Vậy anh có chuyện giúp tôi làm nhân chứng không? Tại sao tôi phải phản bội cấp trên trực thuộc của tôi chứ? Tuy anh chỉ là trợ lý của ông Hứa, nhưng mà tôi biết người thực hiện công việc luôn luôn là anh. Chẳng qua ông ta chỉ ngồi hưởng thành quả đem việc anh làm đi nhận công. Năng lực của anh vượt quá xa so với chức vụ tổng giám đốc trợ lý này. Nếu như anh nhận lời đưa bằng chứng ra buộc tội ông ta, một khi ông ta xuống đài thì vị trí này đương nhiên sẽ cho người thật sự có tài rồi. Nếu tôi từ chối thì sao?
Cô sẽ không cho rằng tôi có phần tham nhũng chứ? Nếu như công ty đã phái tôi đến thành lý thứ vô dụng, đương nhiên tôi nắm rõ tình hình, biết được ai là người ai là quỷ. Anh là một người thông minh, chắc anh biết rằng nếu anh không nắm bắt cơ hội lần này thì sau này không còn nữa. Tôi muốn được lên chức hơn ai hết. Nhưng nếu như phải bán đứng ông Hứa, người đã cất nhắc tôi để đổi lấy, tôi cảm thấy đang sỉ nhục năng lực của bản thân mình. Anh kiên trì không chịu buộc tội ông Hứa, người đã cất nhắc anh, chắc anh biết rất rõ, người tiếp theo ngồi lên vị trí này nhất định sẽ đề phòng anh, thì còn lâu anh mới có cơ hội được thăng tiến. Tôi không cần gấp đâu. Con tưởng là chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, đúng là tiếc thật. Tôi tin rằng dù không có tôi giúp đỡ, cô Dân cũng có cách tìm được chứng cứ buộc tội ông ta. Còn những chuyện khác đối với cô chắc cũng không quan trọng. Cảm ơn ly cà phê của cô. Tôi nghĩ cho dù anh không bán đứng cấp trên, cũng sẽ có người bán chủ cầu dinh. Tôi thật sự không ngờ rằng người đó lại là Patrick, người mà ông Hứa tin tưởng nhất. Anh biết nhiều nội tình như vậy, theo lý thì anh ta không để cho anh được yên. Tôi nghĩ việc phải báo trước 6 tháng, đúng vào ngày tôi rời khỏi. Một lần nữa tôi gặp được cô Dân ở phía dưới công ty. Thì ra cô ấy đang nghỉ việc ở tổng công ty, chuẩn bị về Hồng Kông phát triển. Cô Dân, nghe nói tôi về Mỹ không bao lâu là anh xin nghỉ việc, hiện giờ chắc anh đã tự do đúng không? Cô thay mặt cho tổng công ty để giữ tôi lại sao? Tôi hết làm ở Phan Mỹ rồi, tôi về Hồng Kông chuẩn bị vào làm cố vấn cho một công ty PR. Tôi biết là bên ngoài có rất nhiều người dành anh, tôi cũng đến để thử vận may thôi. Nếu như tôi muốn mời anh làm trợ lý của tôi, không biết anh có xem xét không? Nhưng mà lúc trước tôi từng từ chối cô. Ngay cả một cấp trên vô dụng như ông Hứa, anh cũng trung thành với ông ta. Rõ ràng anh làm việc có một quy luật mẫu mực rất cao. Tôi rất kỳ vọng được hợp tác với một người như anh. Đáng ra tôi định về Mỹ để thăm những người bạn cũ của tôi thôi. Đáng ra? Từ lúc tôi đi làm, thấy qua rất nhiều cấp trên đê hèn vô dụng. Nhưng mà tôi thật lòng khâm phục cô Dân. Theo cô ấy, tin tưởng cô ấy là sự lựa chọn của chính tôi. Hồi đó là vậy, bây giờ cũng là vậy. Thực ra chuyện giữa anh và cô ta không cần thiết giải thích với tôi. Bởi vì tôi cảm thấy cô Dân có vẻ rất coi trọng cách nhìn của anh. Tôi không muốn anh hiểu lầm cô ấy. Anh Cổ, cô Dân đang nghe điện thoại, anh chờ chút nha. Đoạn phim Thuốc Uống Trắng Nam cắt xong rồi, khi cô ta coi xong rảnh thì gọi điện cho tôi. Tôi coi có được không? Nghe các đồng nghiệp nói đến tôi hơi tò mò. Bộ cô có hứng thú với cơ thể của nam thần TVI lắm sao? Thập nói là anh đã dùng phương pháp mới để quay phim, cho nên tôi muốn được mở mang tầm mắt thôi. Bộ anh cho là cơ thể của nam thần thu hút hơn so với phương pháp quay phim của anh sao? Cô Dân à, đoạn phim của Thuốc Uống Tráng Nam. Vất vả rồi, nhưng mà đã uổng công anh vất vả. Mọi người không coi tin tức sáng ngay sao? Brian, tôi có hẹn ăn cơm cho ông Thời đi chung nha. Uống vào có thể bị trúng gió, hèn chi quảng cáo đó không chiếu được. Nụ cười này của anh với việc bỏ nhiều công sức để quay phim mà không chiếu được hình như không khớp lắm. Cô ta có âm mưu từ trước. Cô ta? Anh nói Vivian, cô ấy sớm biết cái gì? Biết là quảng cáo này không chiếu được, vậy tại sao cô ấy lại đẩy Ryan đi đóng? Bảo vệ Ryan hay là bỏ mặc Ryan đây? Phải rồi, ở đây có một quá đơn. Quá đơn này phải đem cho phòng kế toán, làm phiền anh. Tấm màn gỗ là do Ryan đập thủng, cô kêu Dân Phi Phi từ bỏ tiền túi ra trả. Cô Dân à, cô biết được Thuốc Uống Tráng Nam có chuyện từ hồi nào vậy? Đã nhận được tin từ lâu rồi, chỉ là chờ báo cáo xét nghiệm chờ quá lâu thôi. Trong lúc chưa lấy được bản quyền chương trình mà ông Thời muốn, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn, làm cho cô Kim tưởng rằng chúng ta thỏa mãn hết nhu cầu của cô ta. Vậy tại sao cô kêu anh Cổ? Việc duy nhất mà tôi có thể làm chính là đưa Cổ Hiểu Thần vào trong quảng cáo này, mượn thế của anh ta để trấn áp cô Kim. Anh đỡ phải chịu đựng. Thật ra anh Cổ là người chế tác rất là chuyên nghiệp. Đương nhiên rồi, nhưng điều tốt nhất vẫn là quảng cáo đó không cần chiếu. Tôi đâu muốn anh bị người ta cười. Nhỏ à, có thể rót ly nước ấm cho tôi uống thuốc không? Tôi là Ren. 5:45 là chị nhỏ đã tan ca rồi. Vậy thôi, để tôi tự rót. Cô chờ tôi một chút, để tôi rót cho.
Anh hiểu Vivian như vậy. Anh nghĩ cô ấy có chấp nhận ý kiến của tôi. Đừng có thường xuyên mang đôi giày cao gót 4 tấc đó không. Sao sớm vậy chú Út? Tối hôm qua đó thức rồi ngủ lại không được. Sáng sớm có đi đâu vậy? Con đã nấu cháo, đột nhiên rất thèm ăn bánh cuốn nên xuống đường mua đó. Trời nóng vậy ăn cháo làm gì chứ, ở nhà có cá phi lê mà. Chú muốn ăn trứng xúc xích phi lê cá. Được được được, con đi vệ sinh đã, sẽ làm cho chú ngay. Chú Út lại dậy nữa rồi. Alo. Nè, dù gì chú cũng phải đợi con làm đồ ăn. Hay là gắn quần giấy vệ sinh trước đi. Sao con biết nhà vệ sinh của chú đã hết vậy? Chú làm biến thay chứ gì. Chứ không sao lại dùng nhà vệ sinh của con. Không lẽ ham giấy trong nhà vệ sinh của con có hương thơm hả? Cái gì mà vệ sinh của chú của con chứ. Con trách chú xài hết giấy vệ sinh thơm của con chứ gì. Con không phải nói chú xài hết giấy vệ sinh thơm của con, mà con chê dung dịch khử mùi đắt tiền đó. Chào buổi sáng cô Lâm. Chào buổi sáng chị Bình. Ủa sao cô nhắn tin cho tôi mua thêm cuốn tạp chí về mà. Ý, cuốn tạp chí này chú vừa coi xong mà. Để ở trong nhà vệ sinh của con chứ gì. Phải đó, con biết tại sao con kêu chị Bình mua thêm nữa. Con cho chú coi cuốn tạp chí đó. Con cũng không muốn đâu. Nhưng con vừa cầm cuốn tạp chí lên thì bộ dạng làm chuyện lớn của chú tự nhiên hiện trong đầu của con rồi. Chú chỉ tận dụng thời gian thôi mà. Bộ anh đi vệ sinh lâu lắm sao? Nè, chị Bình à, đi bao lâu là chuyện riêng tư mà. Tôi với chị đâu có thân gì mấy chứ. Phải rồi, tôi thèm được biết quá ha. Làm việc. Nhỏ, chú với xài nhà vệ sinh của con tôi có cần cằn nhằn quá không? Cả cuốn tạp chí chú đọc qua con cũng phải mua cuốn mới, con chê dữ vậy? Không phải, con không phải là chê. Nhưng mà có những cái thật sự không đối mặt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó chú Út. Gì mà nghiêm trọng chứ, con nói cái gì vậy? Con chê chú cứ nói thẳng ra đi, cùng lắm chú dọn đi thôi. Ở chung với con, chú cũng bị áp lực lớn lắm đó. Đừng nóng, đói bụng làm người ta dễ nổi nóng lắm. Hai trứng khét một chút, con làm ngay. Bực mình quá, ăn không vô, chú vào ngủ thêm đây. Chú Út. Ủa, anh ta bị sao vậy? Có những chuyện nói ra được thì sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Ngủ xong một giấc thì tâm trạng đỡ nhiều rồi nha. Thì đúng mà, con nói chú giận có đúng hay không chứ. Chú là đàn ông mà, những chuyện lặt vặt đừng tính toán với chú. Phải, con sẽ kiểm điểm lại. Bình thường chú đã bị áp lực lớn lắm rồi. Về đến nhà, đương nhiên là muốn thư giãn một chút thôi. Chú đúng, hẹn với sếp cổ mấy giờ? 3 giờ. Đi với con là để giết thời gian. Làm tiểu tiểu. Nhưng mà cũng quý lắm rồi, chịu đi mua đồ ăn với con. Nhỏ à, nhiều khi là phụ nữ là phải giả ngu đó. Được, con sẽ nhớ lời chú nói. Nhỏ, tối nay chú muốn ăn hàu sống chiên giòn. Hàu sống chiên, được đó. Không được, thật ra nóng lắm. Con bị nổi mụn sao? Bị nổi mụn nước. Vậy tốt rồi, con ăn bớt 2 con, chú thêm được 2 con. Nhưng tối nay đến nhà sếp cổ nấu cơm mà. Thưởng cho ông ấy ăn đồ ngon. Sếp cổ bị phong thấp, không ăn được hàu. Không sao, suy nghĩ món khác nha. Chú nghĩ ra rồi, sườn chiên. Chú muốn ăn loại mà lần trước con làm, sườn kiểu Nhật mà bên ngoài được chiên rất giòn. Nhưng chiên sườn phải dùng rất nhiều dầu, khói dầu nhiều lắm, mất công làm dơ nhà bếp của sếp cổ. Hey, con lo cái gì chứ, con làm dơ rồi, chị Bình sẽ lau mà. Hồng đang giảm cân, sườn chiên nhiều mỡ quá, thật sự không... Đủ rồi, đừng có nói nữa. Hào thì sếp cổ không ăn được, sườn thì Hồng không ăn được, còn chú thì sao? Chú thích ăn cái gì có thể mặc kệ sao? Đừng nóng, chú Út đừng nóng. Không phải sao, chú chỉ muốn ăn những món hợp khẩu vị thôi. Mà cũng không chịu chú. Suy nghĩ thêm đi, chắc chắn có những món chú thích ăn và cũng thích hợp cho họ ăn. Họ hả?
Con chắc đến chú mới nói luôn nha. Chúng ta đơn giản như hồi trước là được rồi. Con không biết thì ra chú thích ăn cơm với con riêng hai người như vậy. Chú không có thích đâu. Nhưng mà ăn cơm đi với chú cùng lắm chứ chú đừng lời lảm nhảm của con thôi. Nhưng mà chú muốn ăn gì cũng được. Bây giờ không được ăn cái gì hết đó. Bây giờ còn tốt hơn. Đông người ăn cơm có thể làm thêm mấy món. Mọi người cùng nhau đúng gấp. Là làm thêm mấy món đó. Nhưng mà không có sự lựa chọn. Ngày nào con cũng cho sếp cổ tới ăn nhờ thì cũng thôi đi. Bây giờ nó ông lớn tuổi rồi. Qua nhà ông nấu cho ông ăn cho nó tiện lợi. Con đối xử với ông còn tốt hơn chú đó nhỏ. Con tưởng là chú thích sếp cổ lắm mà. Nếu là người chú ghét là không thể ngồi chung bàn cơm với chú đâu. Nè chú Út, hay là mua dưa leo để hầm sườn, con thích ăn nhất. Sếp cổ thích ăn. Anh Lâm đừng làm bộ nữa nha. Có còn hơn không. Ê, ngon quá. Dưa leo ngon như vậy bao nhiêu tiền? Ê, vào đi vào đi. Sếp cổ, lần sau đúng là phải vừa chơi cờ vừa quay lại quá trình, như vậy mới có thể coi lại xem con thua ở đâu chứ. Anh muốn biết lắm sao, hỏi tôi đi, tôi nói cho anh nghe. Trí nhớ của sếp có vẻ tốt lắm đó nha. Dạo trước anh rể mới kiểm tra xong, trí nhớ anh ấy còn tốt hơn thần nữa. Không phải, những người trẻ tuổi nhiều chuyện để lo lắm. Không như tôi, chỉ ăn, chơi, ngủ. À đây đây đây, đủ người, thì ngồi vào ăn cơm thôi. Sếp cổ. À. Đây. Đĩa này làm đẹp lắm, tha cho con đó. Món chú thích nhất mà. Còn món gì nữa? Đậu hũ. Rau. Yeah. Rau thập cẩm hả? Hết rồi sao? Chúng ta 5 người, 4 món một canh đã thịnh soạn lắm rồi. Toàn bộ đều là đậu hũ, rau, đồ ăn chay mà. Chỉ có món sườn là nhai được thôi. Nhiều rau ít thịt mới lành mạnh. Nè, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn cơm. Sếp cổ ăn cơm đi. Làm gì vậy chú Út? Con nhỏ à, chú không phải nói nhiều đậu ít thịt là không có tốt. Nhưng mà cũng cần phải cân bằng mới được chứ. Nè, đâu phải người già là không được ăn thịt. Ăn thịt có gì tốt là có chiếc sắt đó. Chiếc sắt có gì tốt để đề phòng bệnh loãng xương đó. Chị Bình nói dạo này bệnh phong thấp của sếp cổ thường hay bị tái phát. Con lên mạng coi rồi, phải kiêng ăn nhiều thịt. Hey, nấu bữa cơm cũng làm cô phải tốn tinh thần, thật là ngại quá. Đừng khách sáo mà sếp cổ. Nè, ăn cơm đi. Sao lạc quá vậy? Khổ qua cũng không có đắng nữa. Không đắng thì tốt chứ sao? Khổ qua không đắng thì còn gì là khổ qua. Ai mà thích ăn đắng chứ. Khổ qua còn có tên là bán thế qua. Phải có tuổi tương đối mới biết thưởng thức được vị đắng của khổ qua. À, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Bởi vì tôi còn quá trẻ cho nên tôi không biết thưởng thức. Tôi chỉ biết thưởng thức khổ qua do nhỏ nấu. Bởi vì không đắng. Vậy thì chú biết tại sao rồi. Bởi vì có người không thích ăn vị đắng, mà ngay cả khổ qua cũng nấu đến không có đắng. Tại sao phải vì chiều cổ mà hy sinh chú chứ? À, chị Bình cũng không ăn được quá đắng. Mọi người từ từ ăn đi. Nè, chú làm gì vậy? Chú đi ăn khoai tây chiên với gà rán đó. Ê, anh Hòa. Sếp cổ, có liên quan đến mọi người đâu. Thật ra con kén ăn và ham ăn đó. Đồng chí con thèm ăn với món chiên rán quá. Con vừa nghĩ đến là phải làm ngay lập tức đó. Xin lỗi nha. Uống chén canh ngò trứng bách thảo trước đi. Hạ quả đó. Chú Út đúng là ngang bướng quá. Nhỏ à, lần sau nấu những món ăn mà anh quả thích ăn thì vẫn hơn. Chính vì bình thường con chiều chú ấy quá. Chú ấy thích ăn cái gì con làm cái đó cho chú ấy ăn. Cho nên mới làm cho chú ấy. Hey, bớt một người chúng ta được ăn nhiều hơn. Ăn cơm đi. Ăn cơm ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Cơm gà Hải Nam. Ngon. Chán ngon cái gì. Cái thực đơn từ lúc tôi vào đến giờ chưa bao giờ đổi luôn đó. Nè, như một tuần 7 ngày, ngày nào cũng khác. Nhưng 7 ngày sau lại lặp lại rồi. Có những thứ nhìn hoài vẫn không chán, như là cơm gà Hải Nam của căn tiệm ở nhà. Làm gì vậy? Giờ anh cố gắng máy thâu âm trên người anh. Điên khùng, tôi nói thiệt đó. Mỗi tuần ăn một lần cơm gà Hải Nam anh đã vui như vậy sao? Con người anh quá dễ mãn nguyện rồi. Có khi là con người của anh không biết mãn nguyện không? Tôi chỉ muốn ăn hàu sống chiên giòn và sườn heo chiên thôi mà. Có gì không ổn chứ? Tại sao phải ăn rau ăn đậu hũ chứ? Đang nói cơm gà Hải Nam sao tự nhiên lại nói qua rau và đậu hũ vậy? Đậu hũ thì có vấn đề gì? Anh thích ăn như vậy, hai người ăn luôn đi. Sao anh ta lại bất mãn với anh vậy? Tôi thấy hình như anh ta bất mãn với anh đó. Hả? Ê, hai người về đúng lúc lắm. Đưa luôn cho hai người bản trực của kỳ sau đi. Tuần sau sẽ có đến mấy chương trình đặc biệt cần phải làm. Có thể sẽ hơi cực khổ một chút. Nhưng mà hai người cố gắng hoàn thành giúp tôi nha. Đừng có quá.
Tuy nói là tuần sau ngày nào cũng mở xưởng, nhưng mà thứ tư được tan ca sớm đó. Phải kêu nhỏ làm thêm mấy món ngon mới được. Thứ tư tôi làm ca tối. Vậy anh không có lộc ăn rồi. Thứ sáu tôi tăng ca sớm, tôi kêu nhỏ nấu bữa ăn từ thịt soạn. Không, không được đâu. Sao vậy? Thứ sáu nhỏ sẽ đi ăn tiệc đó. Số của anh không có lộc ăn rồi. Trên đời này núi không dòng, đường phải uống, đường không uống người phải đổi. Có một thứ gọi là đổi ca đó. Anh Huy nè, một tuần có 7 ngày, tôi thì 4 ngày này. Anh muốn sao cũng được, nhưng nếu anh nói muốn nghỉ phép đổi ca đi trễ về sớm vào tuần sau thì tôi xin lỗi, không thể được. Một ngày thôi mà, vậy mà không được sao? Bên chương trình đặc biệt vừa phải mở xưởng, vừa phải đi quay ngoại cảnh. Thật sự là chúng ta không có đủ thợ để mà đi theo trang điểm cho họ đâu. Cái bản trực này tôi nghĩ đến nát óc mới sắp xếp ra được đó. Làm phiền anh qua luôn tuần sau mới. Em phải chụp lại các bước làm. Sếp cổ. Sếp cổ, chị Bình. Làm phiền nhiều rồi, làm phiền nhiều rồi. Mà chơi trước đi, chút nữa là ăn được rồi. Nè 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 nè, có cần tôi phụ giúp không? Nhỏ nấu đồ ăn giống như là biểu diễn vậy đó. Chúng ta làm khán giả được rồi. Không được, chú phải phụ trách ăn hết sạch. Sếp coi, mấy con hàu vừa bự vừa mập mạp nè. Phải rồi sếp cổ, sếp bị phong thấp, ăn một con thôi nha. Dạo này tôi đỡ nhiều rồi. Ăn hai con chắc không có vấn đề gì đâu. Mấy con hàu sống ngon như vậy, ông xã nhìn thấy chắc sẽ thèm lắm. Quá giờ rồi còn chưa về. Đã 8 giờ rồi. Nhỏ và mọi người chắc chắn đã ở nhà ăn ngon miệng. Vậy đi quả. Hả? Vừa mới nhận được tin diễn viên nữ đó đóng ngoại cảnh, bị cái kiếm đạo cụ chém trúng, không có về được nữa. Hôm nay không đóng được. Vậy là tôi về được rồi. Nhưng anh có thể lựa chọn ở lại mà. Cùng sao? Tăng ca tất nhiên về nhà ăn cơm rồi. Làm gì mà con người anh sao lại như vậy hả? Người ta bị thương anh mừng rỡ tới vậy? Trái tim của anh màu gì vậy hả? Nói thật nghe, tôi chưa từng thấy đó. Nè, xong rồi. Cha, nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Alo. Chú Út. Phải, sếp cổ và Hồng đã lên đây rồi. Hả? Bây giờ chú về. Được. Bye bye. Sao vậy? Anh Quả về được rồi hả? Phải. Có một diễn viên bị thương. Cô ta đã hủy buổi quay phim. Sao vẻ mặt chị lại như vậy? Diễn viên đó chị quen hả? Không phải có chuyện gì chứ. Không phải. Nè, đống hàu sống chiên này, ba người mau chóng ăn hết giùm tôi đó nha. Không để dành một ít cho anh Quả sao? Phải đó, đừng để dành cho chú ấy. Còn có nguyên nhân đó. Liên quan đến chuyện riêng tư của chú ấy. Vậy chị kêu tụi em mau chóng ăn cho hết, cũng phải nói tụi em biết nguyên nhân chứ. Hả? Hào chiên đương nhiên phải ăn lúc còn nóng rồi. Vậy khác nào ép mình đi taxi. Nhanh lên, nhanh lên đi. Về rồi đây. Về rồi hả? Sao chú về nhanh vậy? Tất nhiên rồi, đi taxi về đây đó. Ôi cha, mọi người tốt quá, để luôn tôi ăn cơm hả? Đương nhiên rồi. Đúng rồi, ăn cơm thôi. Nào. Sao không có vậy? Cũng không có luôn nữa. Như vậy chú đang tìm cái gì? Hàu sống chiên giòn đó. Anh nói gì vậy? Không lẽ mấy người ăn hết hàu sống chiên giòn rồi sao? Gì chứ, tối nay chỉ có bao nhiêu đầy món thôi mà. Anh cũng thấy hết rồi. Ăn cơm đi. Để nói dối tôi đó hả? Ăn lén không chùi miệng. Miệng tôi có dính sao? Vậy bố của thiếu phụ hạnh phúc đó. Cô đưa lên mấy tấm hình hàu sống bự chà bá, đăng lên trên mạng rồi còn nói dối tôi. Con đó, con nói đi. Sao lại tóc đầu người ngoài mà nói dối chú? Không phải con muốn nói dối chú đâu. Con thường biết chú thèm ăn hàu chiên lâu lắm rồi mà. Con không chỉ không làm cho chú ăn, vì con làm rồi còn nói là không có làm nữa. Nhỏ làm vậy là có nỗi khổ của cô ấy mà. Con kính trọng sếp là người già, con không nhận sếp là hiếm có lắm rồi. Đây là chuyện nhà của tụi con, sếp khoan xí vào đã. Nhỏ, có bất mãn gì con nói đi, nói ra đi. Được. Nếu như hiểu lầm lớn như vậy con không nói cũng không được. Nói đi. Con không cho chú ăn đồ chiên rán. Làm gì chú bị táo bón đó. Con gắn camera quan sát trong nhà vệ sinh sao? Trời ơi, hai người ở chung một căn nhà, để ý quan tâm một chút thì làm sao mà không biết được. Cả tôi cũng biết. Dạo này á, sáng nào anh cũng ngồi trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ. Đọc hết nguyên tờ báo còn đọc luôn cuốn tạp chí. Thật sự là khá nghiêm trọng đó. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Có người ngoại ở đây nè. Thì chú kêu con nói mà.
con nghe là tới vậy sao? Được rồi, không cho chú ăn đồ chiên rán là vì chú bị táo bón. Còn khổ qua thì sao? Con thì biết chú thích ăn khổ qua, càng nắng càng tốt. Con đó chỉ biết chịu khẩu vị của chị mình và Hồng thôi. Sao con chịu khẩu vị của chú chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? À, trời, chú hẹp hòi quá. Con không biết cách hậu hạ chú. Trời ơi, anh coi đi, làm gì mặt. Anh đúng là vừa hẹp hòi lại vừa ngu dốt đó. Hả? Cháu gái của tôi đối xử người ngoài còn tốt hơn tôi nữa, tôi không nhận được sao? Hả? Vậy cũng đúng. Anh rể à? Tình lý có thể tha thứ. Nè, Triệu Lê Hồng, cô nghe rồi chứ? Một thứ phụ ngu dốt như cô nói tôi ngu dốt sao? Anh đúng là ngu dốt. Nhỏ tốt danh cỡ nào là bao nhiêu việc cho anh mà anh cũng không biết nữa. Hả? Lại là sườn hầm khổ qua sao? Trời ơi, cứ nghĩ tới mùi vị của khổ qua là em sợ rồi. Chị đúng là hay thiệt đó. Chị không sợ đắng thiệt hả? Ai nói tôi không sợ đắng? Hay là chị biết cách nấu cho nó hết đắng? Đúng là tôi có thể nấu cho nó đỡ đắng. Nhưng mà chú Út lại rất thích ăn cái vị đắng này. Cô cũng biết đó, chú ấy là thú ăn thịt. Bắt chú ấy ăn rau còn khó hơn lên trời. Chỉ trừ khổ qua, khổ qua là chú ấy sẽ tự động gấp ăn. Cho nên trong một tuần có 2 ngày chị sẽ nấu khổ qua phải không? Ừ, chú ấy thích ăn mấy thứ đồ nóng giòn giòn. Khổ qua đủ thanh nhiệt giải độc. Hiếm khi chú ấy thích ăn nên chiều chú ấy thôi. Đúng là đắng quá ha. Phải. Vậy cô cũng không thể nói là tôi ép nó. Làm sao tôi biết nó không thích ăn khổ qua chứ? Nó không thích ăn thì có thể nói với tôi mà. Ngày đầu tiên anh quen chị ấy sao? Lâu nay chị ấy luôn luôn chịu đựng được là âm thầm chịu đựng mà. Vậy đây là sự lựa chọn của nó, đâu có thể dồn hết cho tôi được. Đúng vậy. Nhỏ lựa chọn đặt người thân lên hàng đầu. Thật ra chị ấy chỉ có một người thân thôi. Sau đó thì cô ấy đặt bạn bè ở hàng thứ hai. Phải đó, phải đó. Cô là bạn của nó, gặp nó đâu có ít chứ. Một người già không liên quan như tôi, cô ấy cũng xếp ưu tiên lắm. Nhưng mà cô ấy xếp bản thân ở quá sau. Thật ra cũng rất dễ xảy ra vấn đề. Đây. Xin lỗi nha sếp cổ, nấu hết cả buổi chiều, làm nhà bếp của sếp bị dơ hết. Một lát con rửa sạch lại cho sếp. Không cần, không cần. Bắt cô phải mua đồ, lại bắt cô đích thân xuống bếp nấu. Còn bắt cô phải vệ sinh xong mới về sao? Không cần đâu, không cần. Tối nay Bình đến để tôi kêu cô ấy rửa. Chị Bình đâu có ăn cùng. Nồi lớn như vậy, cô ấy ăn luôn cũng đủ mà. Thơm quá. Sếp không chê mùi tanh của dê là được rồi. Nhưng tôi biết là có người chê. Chú Út nói là hễ ngửi thấy mùi tanh của dê là muốn ói. Cho nên bình thường con nhân lúc chú ấy tăng ca con mới dám nấu đó. Bây giờ anh ta không có ở đây, cô lại có chỗ này rồi. Vậy là có thể nấu thêm vài lần rồi. Ăn thử trước đi. Vừa nóng hổi lại vừa thơm. Ăn thử xem. Ngon quá, thơm quá. Wow, cô thật sự là thích ăn lắm đó nha. Bình thường ít khi ăn mà. Chú Út sợ cái mùi đó, cho nên bình thường con ít khi nấu ở nhà lắm. Lần này anh ta không có ở đây, cứ ăn thỏa sức đi. Tất nhiên rồi. Con nhất định không khách sáo với sếp đâu. Ăn đi. Ăn đi. Nhỏ nấu lẩu dê ở nhà tôi, thực ra là sợ anh chịu không được mùi tanh của dê. Nó thật sự rất là chiều anh. Sáng sớm vậy đã không thấy con rồi. Rủ ăn cơm lên đó không rảnh. Có phải con giận chú không? Có một hồ sơ Vivian anh cần gấp nên sáng sớm con vội về công ty làm đó. Không giận chú là tốt rồi. Giận đó. Làm tiểu tiểu. Giận chú coi con là người hẹp hòi đó. Nè, làm việc vất vả cũng là vì cái ăn. Chú chỉ muốn ăn ngon một chút thôi, đâu có quá đáng lắm. Nè, giờ chú ngoan lắm đó. Tháng nào cũng đem tiền về nhà đưa tiền sinh hoạt. Nếu như con chiều chú thì làm món hộp khẩu của chú đi, được không? Chú có biết mỗi tháng chú đưa 2.000 tiền sinh hoạt đã bao gồm những gì không? Giấy vệ sinh, không biết tại sao 2 ngày là hết một cuộn rồi. Dầu gội chuyên dụng cho tóc uống, mắc gấp đôi loại dầu gội bình thường đó. Kem cạo râu hàng hiệu. Sau khi đã khấu trừ cả đống chi phí, chú có biết còn lại bao nhiêu cho tiền ăn hay không? 200 đồng. Xin hỏi 200 đồng có thể ăn được món ngon nào đây? Vậy xin hỏi sếp cổ đã đưa bao nhiêu tiền ăn vậy hả? Thật ra sếp cổ tiểu tiểu. Hả? Tiền ăn tháng này của ba tôi. Cảm ơn. Hả? 4.000. Sao vậy? 4.000 có gồm giấy vệ sinh, không gồm dầu gội đầu. Được rồi, mặc kệ chú ấy. Đủ rồi, cảm ơn.
4.000. Chỉ bao ăn. Nè, để dành 2 dĩa cơm gà giùm tôi nha. Chú mời. Chào buổi sáng chú Út. Chào buổi sáng. Wow, chú nấu cháo. Ê, con dậy đúng lúc lắm, đủ mịn rồi. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Lại bị thức nửa đêm không ngủ lại được hả? Không phải, ngồi xuống trước đi, ngồi xuống trước. Chú thấy chú vừa giờ đây ở lâu như vậy rồi, ngày nào con cũng nấu bữa sáng hết đó. Không đúng, có lần bị đau dạ dày chú nấu qua một lần rồi, lần này là lần thứ hai rồi. Nhỏ, là phụ nữ trí nhớ không có được tốt như vậy đâu nha. Vậy sao chú sẽ cố gắng dậy sớm thường xuyên hơn, nấu bữa sáng thường xuyên hơn. Mỗi tuần có một lần là con đã mừng lắm rồi chú Út. Thì, được, có gì cứ nói thẳng ra mới phải chứ đúng không? Ví dụ là gì? Ví dụ như việc sợ chú bị táo bón lần trước mà con nói. Được. Bây giờ ăn đồ, khoan hãy nói đã nha. Sẵn nói chú nói luôn nha. Lần sau lúc múc cơm có thể múc cho mấy người khác trước hay không vậy? Chú muốn con để cho chú phần cơm ở giữa thơm nhất, dẻo nhất đó. Nè, không phải chú đa nghi đâu. Lần nào xếp cổ đến đây ăn cơm á, con có múc phần ở giữa thơm nhất, dẻo nhất cho xếp cổ hết. Hả? Được. Nè, phần cháo giữa nè, múc cho chú. Nhỏ à. Nè, phần cháo giữa nè, ăn thêm miếng đi. Nhỏ à. Đừng có điên. Mong lời已经飘着太空，新月心倾下放松，因敌人暂时亦停下进攻，心声也许相同，人人都想归家奔腾。回到这里满载平凡地小趣味，忘恋于戏，笑意亦甜美，愉快是共说起。抬头天际可远飞，可以将会自己好放心抱起。